Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, từng được mệnh danh là ông trùm của những ông trùm, giờ đây không ai hay Nam Cam được đưa về đâu. Khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà cũng như bàn thờ lạnh lẽo của ông trùm đã từng xưng hùng xưng bá một thời, khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Cuộc sống khốn khó khiến Nam Cam sớm phải bươn trải từ nhỏ. Nhưng nó như định mệnh gieo nhân, đưa ông ta sau này thành ông trùm giang hồ gian manh, xảo quyệt bậc nhất Sài Gòn. Vụ án Nam Cam và đồng bọn là một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam, cùng tên tuổi của Trung tướng Công an Nguyễn Việt Thành, quen gọi là Tư Bốn, cũng đã đi vào lịch sử phòng chống tội phạm của ngành công an Việt Nam. Vào cái ngày linh cảm được mình sắp đi, Nam Cam tắm gội sạch sẽ, đòi mặc bộ quần áo mới. Cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Rạng sáng mùng 3 tháng 6 năm 2004, Nam Cam và đồng bọn được trích xuất làm thủ tục ra pháp trường. Nam Cam được thay bộ quần áo tù mới sau khi đã tắm gội sạch sẽ. Sau đó thực hiện các thủ tục nhận dạng, lăn tay, ký vào bản giao quyết định thi hành án. Hải Bánh ở thời điểm đó đã xin được đưa tiễn Nam Cam ra pháp trường. Trên chuyến xe cuối cùng, Nam Cam bất ngờ ôm lấy Hải nói với vẻ đầy hối hận. Anh sai rồi, chú tha lỗi cho anh. Từ đó Hải và Nam Cam đều im lặng, không ai nói một câu nào nữa. Ông trùm Nam Cam cuối cùng đã phải trả giá. Ở thời điểm đó, một loạt các vụ trộm đã diễn ra để đưa ông trùm cùng đồng bọn ra ngoài ma chay theo phong tục. Hầu hết thông tin khi đó đều cho rằng Nam Cam và đồng bọn đều được an táng tại Nghĩa Trang Gò Dưa, quận Thủ Đức. Đã từng có nhiều người tìm đến khu vực này để kiếm mộ của Nam Cam, thắp nén nhang. Nhưng khi hỏi đến, thì ông trưởng ban ở khu vực này chỉ cười nói. Nhiều người nghe loáng thoáng ở đâu nói rằng Nam Cam được an táng ở đây đều tìm đến hỏi. Có người hiếu kỳ, có người vì nể, trong uy danh ông trùm muốn đến kính bái. Kỳ thực Nam Cam không ở đây. Nhiều người đồn đoán rằng ông trùm đã được người thân đưa lên chùa. Tuy nhiên mới gần đây, một YouTuber đã ghé thăm ngôi nhà, nơi có hình ảnh và bàn thờ lạnh lẽo của ông trùm Nam Cam một thời. Được biết căn nhà này chỉ còn sót lại những hình ảnh của Nam Cam cùng gia đình. Người thân còn treo trên tường và gần như bị bỏ hoang rất nhiều năm. Chiếc bàn thờ được cho là của ông trùm gần như không hương khói, nhìn rất ảm đạm và lạnh lẽo. Nhiều người sau khi chứng kiến cảnh tượng trên đã cảm thấy vô cùng ngậm ngùi, từng được mệnh danh là ông trùm giàu có, số má khét tiếng Sài Gòn một thời. Đàn em có tới hàng trăm người, nhưng khi nằm xuống, tới cả một nơi hương hỏa đàng hoàng cũng không hề có. Thôi thì, sống lương thiện có ích cho đời, vẫn cứ tốt hơn là xưng vương xưng bá, một cư dân mạng chia sẻ. Linh cảm mình sắp bị đưa ra pháp trường, trùm giang hồ Nam Cam trằn trọc mất ngủ cả đêm, hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cuộc đời oanh liệt bao nhiêu thì những phút giây cuối đời lại cô độc bấy nhiêu. Những ngày cuối đời, Nam Cam thường đọc kinh Phật và luôn nghĩ đến sư cô Diệu Quang với hy vọng linh hồn được siêu thoát sau khi tử hình. Lúc này, có lẽ Nam Cam đã thấu hiểu được về luật nhân quả cho những tội ác mình gây ra. Linh cảm được mình sắp phải thi hành án tử, Nam Cam tắm gội sạch sẽ khác thường, đòi mặc bộ quần áo tù mới, cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành, giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Để buổi thi hành án diễn ra an toàn, hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa nghi phạm từ trại giam ở Tiền Giang về trại giam Chí Hòa. 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, tại trại giam, thủ tục chuyển trại, 5 bị án Trương Văn Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời trại tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang một cách lặng lẽ. Mỗi người ngồi trên một xe đặc chủng. Lúc này, họ cũng chỉ được thông báo như một cuộc chuyển trại bình thường. Từ tội Châu Phát Lai Em không chút nghi ngờ, vẫn tỉnh táo, chỉ quần áo tư trang của mình cho cán bộ quản giáo lấy ra. 1 giờ 45 phút, đoàn xe áp giải 5 bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2 giờ 30, tại trại giam Chí Hòa, 5 bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ.
vẫn nói chuyện bình thường, bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Duy nhất ông trùm Nam Cam tỏ ra lặng lẽ hơn ngày thường. Bước chân vào xe chậm một chút, có lẽ tuổi đời kinh nghiệm sống lọc lõi đã khiến tội nhân khét tiếng này lờ mờ đoán được điểm cuối của con đường chuyển trại. 3:30, cả năm tử tù được đánh thức, lần lượt được dẫn giải vào hội trường của trại giam Chí Hòa để lăn tay, xác minh lại lai lịch, làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời trăng trối gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an. Sau đó, hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay quần áo mới. Bữa ăn cuối cùng cũng được mang ra. Lúc này cả năm bị cáo mới chợt hiểu ra mọi sự. Một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt, nhưng không ai có thể nuốt nổi. Gương mặt của Nam Cam giờ đây lộ rõ vẻ thất thần, chứ không còn sự tinh danh mưu mô xảo quyệt vốn có. 4:30, các tử tội được đưa lên xe. Trước khi bước chân vào trong, ai cũng cố nấn ná vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh. Đoàn xe chuyển tử tội tiến ra Thủ Đức. Có xe mô tô cảnh sát dẫn đường, có xe cảnh sát bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn từ suốt đêm trước, trên tất cả các ngã tư giao lộ mà đoàn xe đi qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5:00 sáng, đoàn xe chở tử tội Nam Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9. Được dẫn xuống xe, cả 5 phạm nhân hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Đặt chân xuống đất, vừa nhắc thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, rung bần bật. 5 người được dẫn vào vị trí, sắp thành hàng ngang theo thứ tự. Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Những thủ tục cuối cùng được tiến hành đầy đủ, thứ tự nhưng khá nhanh chóng. Tuy không công khai, nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân, thân nhân những bị án, và lẫn trong đó có cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Nam Cam đang chờ giây phút đền tội của những kẻ thủ ác. Các tử tù đã bịt mắt bằng một mảnh vải đen, lần lượt bị cột vào cái cọc giống như cái thang, cao hơn 2 thước. 2 chiếc đèn pha trên nóc ô tô chở cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Tội trạng từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tiểu đội hành quyết giàng hàng ngang tiến lên phía trước, đối diện 5 tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh, giọng đanh gọn: "Tất cả vào vị trí, chuẩn bị, bắn." Hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên ngang tầm mắt của các xạ thủ. Ngay sau mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn đanh khô khốc ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát đạn ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra. Xác Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch, đổ ập về phía trước, nơi đặt sẵn 5 cỗ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ, báo cáo hội đồng thi hành án, cả 5 tử tội đã chết. 5:45, đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Cũng trong ngày, con cháu Nam Cam tới thắp hương khấn mộ được chôn cất tại trường bắn. Trước đó, theo bản án phúc thẩm, Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em bị tuyên án tử hình. Cả 5 tử tội có đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết và bị bác vì tội lỗi của họ đã quá dày, sự ăn năn không cứu được nữa. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.